Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. Bên cạnh chúng tôi là anh Anthony của FMG. Và mỗi tuần thứ hai anh lại mang đến các vị cái bản tin liên quan đến hầu bao. Anh khỏe không anh? Dạ, cảm ơn anh. Kính chào anh, kính chào quý vị. Không biết là thứ sáu vừa rồi anh có coi inauguration speech của ông? Có. Leadership on TV có truyền hình trực tiếp. Dạ. Trong cái speech của ông mình có thích một cái câu rất là hay, là gọi là protection will lead to great opportunity and strength. Sự bảo vệ đó sẽ dẫn tới cái sự vững mạnh hơn nữa. Dạ. Thì cũng giống như là cái slogan của văn phòng của FMG là protection first. Nhưng mà anh, cái protection của anh nó khác với protection của ông Trump. Protection của anh là bảo hiểm để mà mình lo cho cái vấn đề tương lai thế hệ của mình. Well, on the larger scale là protection cái border của ông Trump, bên đây là on smaller scale là protection để bảo vệ tài sản của mình. Đó, thì mình bảo vệ tài sản của mình có khả năng để mình tiến triển những cái phương hướng khác. Đó là như vậy. Để nói như vậy đó, thì để bây giờ để it's time to go shopping for cheap real estate. Làm thế nào mình đi tìm ra được những cái khu vực địa ốc mà rẻ ở đây anh? Wow, thường thường là anh muốn mua một, anh muốn invest vào một commercial estate thì anh mua cái building một tenant hoặc là nhiều tenant sao? Thì anh phải mượn loan, anh bỏ ít nhất là 30% xuống rồi maintenance rồi taxes. Nếu mà anh có tenant mà trả triple net thì anh khỏi phải mấy cái lo chuyện đó. Nhưng mà anh cũng phải manage, nhưng mà anh cũng có mướn người anh sửa chữa. Thì thay vì anh mua real estate như vậy, anh đi anh invest vào nó gọi là real estate investment trust. Thì một company cũng own những cái building này nhưng mà chia ra những cái unit để bán lại cho khách hàng. Thì những cái unit đó thì nếu mà quý vị mua vào, quý vị bán ra rất là dễ. Thì ngược lại đó, khi mà mình own cái building á, cái tiền mình bỏ vào để mà mượn loan nó chết trong đó rồi. Khi mà anh kẹt tiền, tức là anh phải refinance hoặc anh bán cái building đó, mua bán cái commercial real estate rất là lâu. Còn real estate investment trust thì anh chỉ mua mấy cái unit thôi. Nếu mà anh cần tiền, anh chỉ liquidate rất là dễ. Đó. Nhưng mà cái income, cái return, same thing. Chẳng hạn như là một cái nó gọi là Vanguard Real Estate EFT. Nha. Cái giá là 83 đồng. Nhưng mà cái yield là 4.82. Cái rating Morningstar của cái EFT này là 3 star. Anh cứ nghĩ đi, 83 đồng một unit, 300.000, anh mua một cái building 1 triệu, 300.000 là 30%, thì anh own được cái chừng 3.600 share. Không, anh cần tiền anh chỉ bán đi, chứ không phải chờ mà anh phải mượn loan hoặc anh refinance. Rồi phải maintenance cái building exactly. Đủ thứ chuyện hết. Exactly. Thì đó, cái yield đó, it's about the same thing. Anh có cái cap rate thực là... Thực sự là vậy, Thì một cái REIT rất là nổi tiếng, nó gọi là Realty Income Corp. Cái symbol đó là O. Cái giá chỉ chừng 59-60 triệu đồng, nhưng mà cái yield là 4.27%. Per month, tức là trả mỗi tháng. Trả mỗi tháng hả anh? Trả mỗi tháng. Really? Cái cái REIT này đó thì chuyên môn vào những single tenant building, vào tất cả những cái thị trường retail, automobile, apparel, rồi financial services, grocery store. Thì cái yield anh thấy là 4.27% mỗi tháng. Một cái REIT nữa là WPC. Mang theo cái tên của ông chủ là W.P. Carey, cũng chuyên môn own những cái single tenant building. Cái yield là 6.5%, pay quarterly.
Yes, 3 tháng một lần. Mấy cái này là chuyên cái WPC là chuyên môn vào những cái building mà high traffic, chẳng như là hotel hay là chợ, mà đều là triple net lease hết, tức là tenant trả những cái chi phí đó. Rồi REIT tới là nó gọi là VERIT, cái symbol là VER. Thật sự mà nói cái này, mấy thôi. Cái này là reorganize một cái REIT khác hồi xưa có mang tên là American Realty Capital. Đã có nhiều vấn đề mà lũng củng về về accounting. Thì VER take over clean house, đuổi hết những tức là fire hết những executive team, revamp lại hết, thì cái giá là 8.5 đồng, nhưng mà cái yield đó là 6.49. Cái REIT tới là Stag, STAG, cũng chuyên môn vào single tenant nhưng mà chuyên hướng vào nó gọi là industrial, những cái mà warehouse, những cái distribution building, hoặc là những cái công ty sản xuất nhỏ, light manufacturing. Tốc này đang đi lên rồi nha. 24 đồng, cái yield là 5.8. This one nó cũng giống như là Realty Income, nó trả monthly. 5.8 monthly. Stack thì thật sự mà nói là own building rất là nhiều, có chừng 300 building mà tổng cộng là 40 state. Có cả chừng khoảng 55 million square feet để mà rent. Cái REIT tới thì mình đi vào cái thị trường khác, nó gọi là Omega Health Resource. Wow, qua cái thị trường về sức khỏe. Sức khỏe, tại vì nếu mà anh invest vào McDonald's hoặc invest vào Chipotle, anh không biết là nó bán bao nhiêu hamburger, hay là anh invest vào Ford, anh không biết bán bao nhiêu xe. Nhưng mà anh biết là everyone turn 65 every single month. Cái số người mà turn 65 every single month, tức là phải cần những cái facility để mà như là skilled nursing hoặc là đó. Thì OHI đó thì cái giá cái chừng 32 nhưng mà yield cái chừng 7.72. Sao yield dữ vậy ta? Này, thì thay vì mình mua commercial real estate nên để ý vào cái REIT, tại vì REIT là rất là dễ mà liquid, mình lấy ra lấy vào, bán đi bán lại rất là dễ. Cái REIT tới là HCP, đại khái 30 đồng cái giá, nhưng mà cái yield là 4.9. Còn một cái mutual fund mà chuyên môn, công ty này chuyên môn vào những REIT là RMP, Cohen and Steer, giá 19 đồng, cái yield là 7.67. Đây là một cái mà gọi là, hồi nãy anh có dùng cái này, alternative. Alternative. Alternative right, alternative facts, alternative REIT. Okay. Alternative investment vehicle. Quá nếu mà quý vị mà đầu tư vào commercial real estate thì nên tham khảo về REITs. Cái tiền lời nó chia vậy quá nhiều phải không anh? Đây là chẳng hạn như là cái này Cohen and Steer mà chia tiền lời đến 7.55%. Anh nghĩ coi cap rate là mười mấy percent, là ít nhất là 15%. Anh mua một cái building là anh muốn cái cap rate là coi chừng 9-10, trừ đi những cái chi phí. Anh nếu mà anh net được 4% là anh lời rồi. Những cái này là trên 4% hết. Có một số quý vị liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu và nhờ chúng tôi hướng dẫn về những việc mua bán thị trường đó. Chúng tôi không dám, nhưng mà đây chỉ là những cái đề nghị của anh Anthony đưa ra và thấy rất là hấp dẫn. Vâng. Bởi vì thực sự đó quý vị, mua bán mà theo cái kiểu mà day trading thì không nên làm, cứ bán rồi mua bán không nên. Đầu tư theo kiểu ông Warren Buffett là thấy an toàn nhất. Đã tin tưởng vào một cái stock cổ phiếu đó, ông mua và ông để đó, cứ để đó như thế. Và mình trong lúc mà mình đầu tư, họ chia cái tiền lời đó cho mình. Vài một tuần nay Anthony cũng đi tham khảo tìm hiểu về một cái investment vehicle, là anh biết là những cái nhà băng lớn, những cái institution lớn chuyên môn trade rất là nhiều lot volume. So they have to use một cái công thức, nó gọi là một cái supercomputer, gọi là algorithmic trading. Mà nó không có ảnh hưởng với lại cái price. Thì những cái chương trình đó anh ít nhất anh phải bỏ vào 250 ngàn một cái account.
Mà bây giờ mình đang tìm hiểu là có một cái công ty mới nó cũng use exactly algorithms. The trading. Đó. Mm-hmm. Computer trade, tức là không có ngồi trước. Đúng rồi. Đó. You can open the account maybe 500 to 2,500. Anthony sẽ tìm hiểu thêm để mà tuần tới hay là tháng tới. Anh nên lắm, bởi vì tôi có một khán giả nghĩa là theo dõi cái mục market tài chính hàng ngày đó, mà nói là bà đấy để cho một ngân hàng đầu tư tới cả 100,000 của bà luôn. Đúng. Không có lời hết, thay lỗ nữa. Và họ, bà nói cái tính cái tiền phi không, 7% tiền phi. Yeah. Cái tiền phi là cái tiền là sẽ giết quý vị. Yeah. Yeah, ăn hết. Trong nhưng khi mà, lời không bao nhiêu hết mà phi lấy 7% là nhưng sao? Nhưng mà cái lợi ở đây là anh không thích, anh rút tiền ra. Thì đúng. Very liquid. Quý vị có thể liên lạc với anh Anthony, có số điện thoại mấy? 714-887-2886. Yeah. Để liên lạc, để biết thêm. Và anh là một người mà chuyên gia rồi, quý vị có thể đặt anh các câu hỏi. Cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Cảm ơn Anthony và hẹn gặp lại kỳ tới. Cảm ơn anh, xin chào quý vị.